chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Stargazer nhé, dòng xe thuộc phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp ngày 15 tháng 8 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá cực kỳ tốt ở thời điểm giữa tháng 8 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Stargazer này sẽ có thể nắm được. Hiện tại Hyundai Stargazer được bán ra thị trường với 3 phiên bản và sử dụng động cơ 1.5 lít và được trang bị 3 phiên bản đều là số tự động anh em nhé, bao gồm phiên bản Stargazer 1.5 tiêu chuẩn, Stargazer 1.5X và Stargazer 1.5X cao cấp. Ở trong cùng phân khúc thì Hyundai Stargazer đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Mitsubishi Xpander, cạnh tranh với chiếc xe Toyota Veloz, đúng không ạ? Những cái tầm tiền của xe Hyundai Stargazer cực kỳ dễ tiếp cận. Có cái phiên bản 1.5 tiêu chuẩn thì đang có cái mức giá rẻ cũng chỉ ngang bằng với chiếc xe Toyota Vios thôi, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ mời anh em có thể là theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được chính sách giá bán của từng phiên bản Hyundai Stargazer này anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Stargazer 1.5 AT tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 489 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt lên đến trên 50% lệ phí trước bạ, giá xe còn lại vào khoảng 460 triệu thôi anh em nhé. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện, về quà tặng nữa thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 541 triệu, trả góp thì đang là 150 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 531 triệu, trả góp thì đang là 140 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 513 triệu, trả góp thì đang là 122 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định, ví dụ như là tiền thuế trước bạ này, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói. Về phần phụ kiện và quà tặng thì anh em vui lòng gọi điện cho em để nhận những cái chính sách về quà tặng một cách linh hoạt nhất và anh em có thể tùy chọn anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Stargazer 1.5X. Bản này thì đang có mức giá là 559 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở cái thời điểm giữa tháng 8 thì bên em cũng đang có những cái quyền linh động giảm cực kỳ sâu về tiền mặt anh em ạ. Mức ưu đãi lên đến 25 triệu và cái chính sách giá bán này vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Sau khi áp dụng thêm quyền khuyến mại về quà tặng, về phụ kiện nữa thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 625 triệu. Trả góp thì đang là 170 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 614 triệu. Trả góp thì đang là 158 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 596 triệu. Trả góp thì đang là 140 triệu. Hiện tại phiên bản Stargazer 1.5X này bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Và cái mức ưu đãi thì anh em cũng đã xem và đã nghe em chia sẻ. Hiện tại thì cái mức ưu đãi này thì hoàn toàn có thể linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Và cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Stargazer 1.5X cao cấp. Bản này thì đang có mức giá là 599 triệu. Hiện tại chính sách giá bán ở thời điểm này cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 50% lệ phí trước bạ anh em ạ. Vẫn có những cái quyền linh động về phụ kiện nữa em nhé, anh em nhé. Và cái chính sách giá bán ở thời điểm này đang cởi mở và xả ngâu của cái dòng xe Hyundai Stargazer này rồi. Và nếu anh em cảm thấy phù hợp với cái tiến độ xe, với cái mức em đang chia sẻ thì hoàn toàn có thể gọi ngay cho em để em gửi cái bảng tính lăn bánh chi tiết. Thì anh em sẽ hình dung được cái con số cần chuẩn bị anh em ạ. Và em vẫn tạm tính cái tổng lăn bánh để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 668 triệu.
trả góp thì đang là 180 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 656 triệu, trả góp thì đang là 168 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 638 triệu, trả góp thì đang là 150 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại của ba phiên bản Hyundai Stargazer ở cái thời điểm ngày 15 tháng 8 năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nữa hay là muốn biết chi tiết về các khoản phải nộp khi đi đăng ký như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất và cạnh tranh nhất. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.